Rồi bây giờ hình này á, thì trước tiên là chúng ta sẽ vẽ hình elip, vẽ cái hình hình tròn trước nha, hình tròn đầu tiên trước hình này. Rồi và chúng ta sẽ copy cái này lên nè, dở lên đây ha, nhấp chuột phải thật trái ra đó, chúng ta có hình này. Rồi sau đó chúng ta mới tiến hành xoay xoay thêm hai cái nữa, thì mình nhấp thêm một cái nữa nè, mình dời cái tâm này vô đây, dời tâm này xuống đây đó, rồi mình tiến hành xoay xoay cho nó là 120 độ. Chúng ta mở bảng Windows Docker, sau đó chọn là Transform, Windows Docker Transform là bảng điều khiển vấn đề xoay á. Rồi thì chúng ta cái góc á, chúng ta nhập ở đây 120 độ, cái góc á là 120 độ, số lượng là 2 nha, không tính nó, không tính nó, tức là thêm hai cái nữa thì gọi số 2 vào đây, rồi nhấn apply một cái đó, là chúng ta có đủ ba cái, có đủ ba cái như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy giao nhau với từng từng phần nó tạo ra đó. Thì bây giờ trước tiên á, thì chúng ta cần phải tạo với nhau một miếng màu trắng này trước nè, như vậy lấy cái miếng này, cái miếng này thì ví dụ như màu xanh đi nha, rồi với cái này là màu vàng, màu xanh nữa, hai này giao với nhau để lấy cái phần giữa nè, rồi mình xoay qua ba cái là nó có đủ mấy cái kia. Rồi về cái này shift với cái này thì chúng ta lấy phần chung là intersect, lấy phần chung đó, lấy phần chung thì nó có cái miếng giữa nè, nó có cái miếng giữa là ok nè, miếng giữa này chúng ta có thể cho lên trên cùng để dễ thấy đi, bằng cách là chúng ta nhấn shift shift up á, nhấn shift up rồi đổi sang nó màu vàng đó, shift up là phím tắt của cho nó lên trên cùng á, là shift up ha. Thì nó lại là object order lên trên cùng là shift up nè. Nha, to front up layer thì nó đang lên trên cùng rồi cho nên mình không thấy nó xuất hiện cái dòng này nữa nha, mà nó đang lên trên cùng rồi đó. Rồi cái miếng này nè, sau này chúng ta cho nó quay xoay hai cái nữa là đủ ba cái là tô màu trắng là xong. Rồi kế tiếp là chúng ta cần phải tạo ra một trong ba cái miếng này nữa là xong, một trong ba cái miếng này thì ví dụ như là chúng ta lấy cái miếng này nè, nó bị cái miếng ngay giữa này nè, ví dụ như thầy cho nó màu này ở trên rồi, miếng dưới này đó, ví dụ miếng đỏ, màu đỏ này nè, cái màu đỏ này này thì chúng ta lấy cái miếng màu xanh trừ cho cái miếng này nha, lấy cái này shift với cái miếng màu mà shift cái miếng màu màu đỏ thì chúng ta chọn là best minus front, dưới trừ trên á, dưới trừ trên thì cái chữ best là ở dưới á, thì nó sẽ ở lại, còn cái chữ front nó bị mất đi, best minus front là dưới trừ trên đó, dưới trừ trên thì chúng ta có cái miếng này nè. Dưới trừ trên best minus front đó thì chúng ta cắt đi, thì cái miếng xanh nó cắt cái này đi thì nó còn giữ là cái màu đỏ. Tương tự như vậy cái màu đỏ này nè, cái màu đỏ này nè shift với lại cái miếng màu xanh green này nè, chúng ta cũng tương tự như vậy, dùng là best minus front là dưới trừ trên tiếp, dưới trừ trên tiếp thì cái nào mà chữ dưới nó xuất hiện trước đó, thì nó ở lại đó, thì chúng ta có cái miếng này. Rồi bây giờ mình lấy cái miếng màu đỏ này mình xoay cái màu đỏ này nè, tương tự như mình xoay và tâm xoay của nó đó là tương tự như vậy, là chúng ta kết một lần nữa, giờ tâm nó xuống dưới như này và 120 độ là hai cái nè, apply đó thì đủ ba cái là đủ đủ ba cái như trên này, xong rồi xóa đi. Rồi thì cái miếng bên trái này á, là nó là màu xanh xanh cyan nè, ở bên phải này là màu hồng nè đó, còn cái miếng màu trắng á, thì thật ra tới đây cũng ra luôn rồi, ok xong luôn rồi, xong luôn rồi, và chọn hết tất cả chúng ta lại cho nó không có viền. À, thì kết quả là xong. À, bài này có nhiều cách làm lắm, mỗi người bạn sẽ có cách giải quyết khác nhau, nó vẫn ra được kết quả. Rồi, sẽ mời lúc mình làm thầy bài này nha, thầy lưu phim lại nè.